Rap với tao như game à, thích bấm lấy combo. Rap với mày là fame mà, để mà cố kiếm cho ra màu. Rap với tao như mess à, bot homie đi sâu. Rap với mày như ánh đèn, muốn tao sáng phải đứng cho lâu. Chúng nó ghét tao, vì tao đều không giống ai. Từ đôi bàn tay làm nên những ca khúc khác biệt. Chúng nó ghét tao, vì tao đều đứng phía ai. Tại chi mà đưa vào tai là những lời nói đéo thiệt. Anh em chơi là chung khu, từ nhỏ đã học kung fu. Đi chơi là phải bảo trọng, mấy thằng ảo mộng đã ra rung cu. Nếu mày ghét tao, muốn dập nát tao, cứ việc vác dao cho mày chém liền. Mình khác nhau, đứng sát sao, nhưng sao background tao vẫn đếm tiền. Holy my god, are you really figure? Đéo phải là rapper, nhưng cũng cỡ Richie Gus. Holy my god, are you really figure? Tao đâu có sầu lòng, nhưng chỉ giỡn chơi thôi bá. Bạn tao nghề làm marketing nè, à, nhiều chi phí phát sinh nè, à, Sài Gòn tới Bắc Kinh nè, à, tìm người mẫu check in mà. Nhạc tao không có punchline, tiền tao không có sinh xài. Não mày phẳng như mặt đường, bị tụi nó giảm đọt thần kinh dài. Đéo kê, đéo phiền, ghét tao mày cũng đéo tiền. Tính tao thì cũng đéo hiền, nên mày ghét tao tao nó khéo liền. Ghét tao rồi làm chi tiết, ghét tao phải sexy tiếp. Ghét tao rồi tìm hiểu tao, phải nghe nhạc tao xây thành chi tiết. Rap là game boy nên tao chỉ chơi để giải trí. Rap bị fame thôi, như vậy cuộc chơi mày mãi phí. Rap bị kiếm tiền, vì sao thằng nào cũng đổi phí. Rap là điếu cần nên cây đeo nào cũng mồi bi. Fame mà rapper là cái gì? Còn mày rap để làm cái gì? Tao muốn bắt tay cùng nhắm đáp tiếng về con đường thương mại quản trị. Tụi mày cứ đưa đôi máy đi, nhiều quần áo cho thật swag đi. Còn cách rap bị thật cũ sĩ nên muốn hơn tao thì làm khác đi. Combo. Rap với mày là fan mà, để mày cố kiếm cho ra màu. Rap với tao như mess à, bắt homie đi sâu. Rap với mày như ánh đèn, muốn tao sáng phải đứng cho lâu. Chúng nó ghét tao, vì tao đeo con sống ai. Từ đôi bàn tay làm nên những ca khúc khác biệt. Chúng nó ghét tao, vì tao đeo đứng phía ai. Tại chi mà đưa vào tay là những lời nói đeo thiệt. Bọn mày phải biết, tụi tao đâu cần thiết công sức xiết. Mày chỉ cần liếc mắt anh có thằng khác giải quyết khoét lát theo đầu nát này. Đặc biệt giống mấy ngỗ mục cho đám sao bỏ tụi mày tàn. Thấy tao trở lại tụi nó cứ ngỡ lại có ông lớn cho về làng. Now we back into the game, luật chơi từ giờ sẽ thiết lập lại. Mấy thằng già đã rap như cặt nên tự lượng sức đừng gồng bật đại. Trình độ đéo đủ tư cách thì đừng cố gắng bám nhăn nhít. Vậy thằng con nít mang dòng máu Việt mà cứ ngộ nhận mình là nick. Đừng đánh đồng vì vốn xuất phát thì mày đã thua về phẩm chất. Và có phải nản nhất khi mọi phần thưởng sắp vào tới tay lại bị tụi tao ẩm mất. Thay tao thì nên biết điều lui ra xa. Chút chậm chậm tao thì cứ chậm cái mày chó của mày bị giật nó thành ba khúc. Đừng ngờ tôi ra mày đã tốt khi thì chỉ giờ nhạc mày chỉ mang được duy cái chỉ màu đó. Nãy mày dừng hoạt động mà mày đéo khác gì con khỉ đầu chó. Đi Wonder Game với cản đường tao đi, mấy thằng ngu học này gan nhờ. Đặc biệt có tụi mày làm quái vật, tụi tao xuất hiện như là Power Ranger. Rap với tao như game à, thích bấm lấy combo. Rap với mày là fan mà, để mày cố kiếm cho ra màu. Rap với tao như mess à, bắt homie đi sâu. Rap với mày như ánh đèn, muốn tao sáng phải đứng cho lâu.